Hello anh em, nay mình gỡ cái thuốc Honda CRV anh em, nó chạy kêu cạch 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 luôn, lắc nó kêu, lắc vô lăng không nó kêu, nè, lắc thì nó kêu cục 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 chạy nó cái giọt cái thuốc kêu ghê lắm. Giờ đến hầm mình xuống dưới mình tháo thuốc ra nhanh nè. Không mấy cái bách chân nữa nha, đây là cái bách chân của nó thước nè, tháo bách ra luôn, cái 14 nè, trên đây 2017 nằm trên đây, tháo hai bên luôn, hạ thấp xuống, tháo cái dưới A này ấy ra nè, nó thấp cái thằng này xuống mới rút ra được nha, này là ra sẽ dính lại, ngồi ở cao nè, là tháo chia A ra luôn, là nó mới ra được nha. Thằng này hơi khó tháo một chút. Này ở đây CRV nha anh em. Cái này là bên tay phục luôn nha. Phục tay phục. Mới tháo ra. Nó dầu và tháo hết nha, và cái quách bắt lại nè, tháo luôn rồi. Đó giờ lấy cha ra luôn nha anh em, mình bỏ đứt luôn nè, nè, đó là nó tới đây luôn đấy, giờ nó không nhìn ra lọt luôn nè, lọt luôn khe hở ra luôn nè, ra liền gì đâu, rộng lên thang luôn. Lấy đem, lấy đem, lấy ra, năm lấy ra. Đó. Tha chi ai rồi cho nó rộng lên thang dễ lấy. Rồi, ra kia bỏ luôn đi mà. Đó, chống đi. Hừ. Xì dầu. Thank you.